Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 2.000 chuyến bay thu lợi 4.000 tỷ đồng Nguyễn Văn Thể với Bùi Thanh Sơn Ai nắm phần hơn Bây giờ tham ô là ngàn tỷ Chứ trăm tỷ xem ra không đáng quan tâm Ở Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng Thì tham nhũng càng phát triển khủng khiếp Ngàn tỷ là số tiền rất lớn Nó tương đương với 50 triệu đô la trở lên với số tiền tham ô như vậy ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều không thể và rất khó có thể nuốt trôi đối với những thể chế dân chủ tự do. Tham nhũng ở những quốc gia khác chỉ là vài trăm ngàn đô hoặc vài triệu đô là quá lớn, nhưng ở Việt Nam tham nhũng như thế được gọi là tham nhũng vật. Lợi dụng thảm họa để trục lợi thì có lẽ không nơi nào bằng Việt Nam. Chỉ cần mấy tháng dịch, Việt Nam Airlines đã thực hiện 2.000 chuyến bay giải cứu, trục lợi hàng ngàn tỷ đồng những con người làm nên điều này dường như họ không có lương tri Họ ăn trên đầu, trên cổ người dân lúc người dân khốn khổ nhất Đây là hình ảnh hãng hàng không Việt Nam Airlines thực hiện hơn 2.000 chuyến bay trục lợi Việt Nam Airlines là doanh nghiệp của nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Để được bay giải cứu thì Việt Nam Airlines phải được bộ này cho phép Và như thế Việt Nam Airlines đã thực hiện gần 2.000 chuyến bay để trục lợi mỗi chuyến bay họ thu lợi khoảng 2 tỷ đồng. Vậy thì nhờ các chuyến bay giải cứu mà Việt Nam Airlines đã thu lợi một số tiền rất lớn lên tới 4.000 tỷ đồng. Để có những chuyến bay hút máu này phải có sự ưu tiên của Bộ Giao thông và Vận tải và sự tiếp tay của các đại sứ quán để lùa khách hàng cho Việt Nam Airlines trục lợi. Như vậy để xảy ra tiêu cực thì ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Vào ngày 28 tháng 1, những bị can đầu tiên của vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã bị khởi tố, tạm giam là bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Cục Phó, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Tránh Văn phòng Cục Lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự. Cả bốn đều bị điều tra về tội nhận hối lộ khủng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Hai tháng sau, bà Nguyễn Diệu Mơ, 42 tuổi, tổng giám đốc công ty thương mại và dịch vụ du lịch hàng không An Bình, bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ. Giữa tháng 4 năm 2022, cơ quan điều tra bắt ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để điều tra về tội nhận hối lộ vào ngày 14 tháng 4 liên quan đến vụ bê bối đưa nhận hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, 58 tuổi, vừa bị bắt về tội nhận hối lộ. Cùng với hai bị can khác gồm một nam chuyên viên 41 tuổi thuộc Bộ Y tế và một cựu nam cán bộ công an 43 tuổi từng làm việc ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả ba bị can nêu trên. Vụ việc tại cục lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra tàn khốc dẫn đến các nước phải đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay cho nhà nước Việt Nam đứng phía sau. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam cũng như quốc tế về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh ở Việt Nam để trục lợi từ người dân đang khốn khổ đây là sai phạm có tổ chức, có sự thống nhất của hai bộ, giao thông vận tải và bộ ngoại giao. Việc bắt bới những người đứng đầu bộ không hề dễ gì. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn của Bộ Ngoại giao. Với 4.000 tỷ tiền trục lợi, vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng ông Nguyễn Văn Thể và ông Bùi Thanh Sơn đều vô can hay sao? Làm sao vô can được khi mà sai phạm đến cấp thứ trưởng? Trong món lợi 4.000 tỷ đồng này không ai nghĩ rằng hai bộ trưởng này có ăn chia hay không? Câu hỏi mà dư luận luôn đặt ra đối với các ông. Người ta không chỉ biết mỗi ông bỏ túi bao nhiêu tiền mà thôi. Việc mỗi ông bỏ túi tiền hay không thì là công việc của cơ quan điều tra. Có lẽ pháp luật khó động tới hai ông bộ trưởng này, với hai ông này đang có gốc rễ rất lớn. Người dân ai cũng chờ ông Trọng khui vụ việc này và liệu rằng ông có khui tới cấp bộ trưởng hay không thì còn phải xem tiếp. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đàn Nen bị tóm gọn lời khai có thể đưa Tô Lâm vào danh sách truy nã Interpol. Chưa có vụ án nào mà dai dẳng như vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Cứ mỗi lần vụ án liên quan đến bắt cóc lại cày sới lên là nguy cơ ông lại tướng Tô Lâm bị biêu tên trên danh sách truy nã quốc tế của Interpol. Không chỉ có Đức vẫn đang khơi dậy vụ này mà cả Slovakia vẫn thế. Hai vụ án ở hai quốc gia cùng nhắm vào một người đó là ông Tô Lâm. Cuộc đời làm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm thường gắn với những vết nhờ. Trước đây là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó lại tiếp đến vụ ăn thịt bò rát vàng, nghìn đô ở London. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành gây tay tiếng không những ở Đức mà còn ở Slovakia và Cộng hòa Séc. Hiện nay, cơ quan điều tra của Slovakia cũng đang điều tra cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này là Robert Kardinak được cho rằng đã từng giúp ông Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thành đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, người đã chủ trương trong vụ bắt cóc người giữa thủ đô Berlin của nước Đức vào năm 2017. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành đã 5 năm, tuy nhiên hiện nay nhà nước Đức đang khơi dậy với việc bắt giam một nghi can người Việt Nam vì dính đến vụ bắt cóc ông này. Đây là hồi chuông báo động rằng có thể tên tuổi ông Tô Lâm sẽ lại bêu lên một cách lần nữa không có gì là tốt đẹp. Lê Anh Tú là công dân Việt Nam đã bị bắt ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 theo lệnh truy nã đặc biệt của châu Âu ra ngày 11 tháng 6 năm 2019 cũng như lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức ra ngày 2 tháng 11 năm 2017 hiện bị dẫn độ sang nước hôm 1 tháng 6. Lê Anh Tú bị cáo buộc hoạt động gián điệp theo dõi và được sử dụng làm tài xế cho các hoạt động bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Đây là hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ của Việt Nam, tuy nhiên lại tham gia trực tiếp. Mà nói đến gián tiếp và gián điệp thì có ai không ai có thể không nhắc đến Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh báo chí Đức đưa tin người giúp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành đã bị bắt giữ và dẫn độ sang Đức. Sau 11 tháng đến Đức xin tị nạn, ông Trịnh Xuân Thành đã bị bắt cóc ở Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 cùng với người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bắt cóc được cho là nằm trong tay của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Việt Nam, ông Trung tướng Đường Minh Hưng, là người từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó. Cánh tay phải của ông Đường Minh Hưng chính là các sĩ quan tình báo trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức. Được biết, ông Lê Anh Tú sinh sống tại Cộng hòa Séc và bị lệnh bắt giam từ đầu tháng 11 năm 2017 nhưng đã kịp chạy thoát về Việt Nam, cũng giống như ông Đào Cộng Oai đang trốn ở Hải Phòng. Khi đó, đồng bọn của ông Anh là Nguyễn Hải Long đã ở lại nên đã bị bắt và bị tòa thượng thẩm ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018. Gần 5 năm sau khi gây án, có lẽ ông Lê Anh Tú cảm thấy tình hình dường như đã an toàn nên đã quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước khi gây án và đã bị bắt ở đây. Theo Bộ Luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức, với tội trạng hoạt động gián điệp và tiếp tay cưỡng đoạt tự do nghi can Lê Anh Tú có thể bị kết án tù đến tới mức 10 năm. Và việc Lê Anh Tú bị tù là đương nhiên, tuy nhiên vấn đề là cơ quan điều tra của Đức sẽ khai thác nhiều vấn đề khác ngoài những gì liên quan đến Lê Anh Tú. Ai cũng biết, chính Bộ Công an Việt Nam đã chủ mưu trong vụ này nên khả năng người ta sẽ đưa tên ông Tô Lâm ra là rất cao, cũng giống như lần trước khi xử bị cáo Nguyễn Hải Long. Lời khai của Lê Anh Tú không biết sẽ dẫn Tô Lâm về đâu rất có thể nó sẽ dẫn đến việc tên của ông tô lâm được bêu trong danh sách truy nã quốc tế của interpol. lúc đó thì không có gì nhục bằng cho ông bộ trưởng bộ công an việt nam. nên hình ảnh ông robert Kalinak, cựu phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ slovakia cũng bị slovakia bắt giữ vì dính đến vụ bắt cóc ông trịnh trường thành. tại slovakia cũng đã bắt người nhắm vào ông tô lâm và điều tra và tại đức cũng bắt người cũng nhắm vào tô lâm xem ra tên tuổi của tô lâm sắp tới sẽ nổi đình nổi đám trên trường quốc tế ông ta nổi không phải vì một chính cách làm thế giới ngưỡng mộ mà rất có thể nổi vì được interpol sướng tên người ta hay nói phúc bất trùng lai họa vô đơn trí khi hết thời thì họa sẽ ập đến như mưa khó mà đỡ được bệnh tật ập đến tên tuổi bị điều tra xem ra tô lâm đang đối mặt với lắm họa